Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của Hà Nội Computer. Khoảng giữa năm 2019 này, nhà MSI Gaming đã tung ra dòng sản phẩm mới, laptop gaming mới có sử dụng card đồ họa là GTX 1660 và CPU Intel Core i5 thế hệ thứ 9 với mức giá vô cùng hợp lý. Và trong video ngày hôm nay, mình muốn giới thiệu cho các bạn mẫu laptop MSI GL659SDK được đánh giá là một trong những mẫu laptop gaming đáng giá nhất ở thời điểm hiện tại. Đầu tiên để nói về thiết kế của máy thì máy vẫn đi theo cái xu hướng khá là hot hiện nay, đó là vận dụng thiết kế từ những mẫu laptop cao cấp xuống cho laptop tầm trung và phổ thông. Mặt lưng là phần duy nhất được cấu tạo bằng kim loại, nó được làm phẳng, không còn hai cái viền G nổi giống như ở trên GL63 nữa. Bề mặt thì nhám mịn, sơn tĩnh điện màu đen, logo rồng vẫn được giữ nguyên thiết kế phẳng và rất đơn giản. Chỉ tiếc một chút là MSI lại không đưa LED vào logo này cho nổi bật hơn, giống như một số hãng khác đã làm. Mặt trong của máy thì có một màn hình với viền rất là mỏng. Với viền này ấy, nó giúp cho kích thước bề ngang của máy đã được thu nhỏ lại và làm cho người dùng có cảm giác là khi nhìn vào máy nó sẽ gọn gàng và cao cấp hơn. Ở GL65 thì được trang bị tấm nền IPS nên cho màu sắc hiển thị đẹp cũng như là góc nhìn rộng. Tuy nhiên là bởi vì phân khúc giá của nó nên cái tấm nền IPS này nó sẽ không được cao cấp hẳn như là màn IPS 1.4Hz trên GP65 hay là GE65. Và cái độ trung thực màu thì nó cũng sẽ hơi nhạt một chút so với hai mẫu cao cấp trên. Bản lề của máy thì vẫn được làm dưới dạng truyền thống là dạng hai chấu, này đã được thiết kế là dịch vào trong với hai chất cứng ở bên ngoài. Điều này thì sẽ giúp tránh cho bản lề khỏi các cái tác động va chạm. Có thể cảm thấy rất là rõ ràng việc là MSI đã cải thiện tốt hơn về việc thiết kế bản lề cho cái cảm giác dùng trơn tru này, nhẹ nhàng và liền mạch hơn khi chúng ta thực hiện các thao tác đóng và mở máy. Phần bề mặt chứa bàn phím của GL65 thì được sơn màu đen mịn này, ít bóng và cho cái cảm giác liền mạch với cả phần màn hình màu đen ở bên trên. RGB PerKey thì ngoài việc hiển thị LED RGB rất đẹp ra, nó còn tinh chỉnh được LED ở trên từng nút phím một nên cho người dùng cái khả năng tùy biến cao với nhiều tác vụ khác nhau cho từng loại game đặc thù khác nhau như là FPS, MOBA hay là RTS. Thì cái khả năng hiển thị LED của RGB trên từng nút phím ở bàn phím máy này rất là tốt khi mà nó cho cái độ hiển thị rõ ràng và nổi bật ngay cả trong điều kiện ánh sáng phòng rõ nét. Độ nảy và hành trình phím thì cũng tương tự như là trên mẫu GP65, rất là tốt và cho cái cảm giác phản hồi tốt. Tuy nhiên có một điểm trừ hơi nho nhỏ ở bàn phím máy này, đó là các cái nút thì được thiết kế hơi liền, hơi gần với nhau, cho nên khi mà chúng ta đánh máy nhanh thì sẽ có thể dẫn đến tình trạng là đánh nhầm. Cụm phím ở góc bên phải thì nó gồm một nút nguồn, phím nóng cho MSI Dragon Center và phím bật tắt nhanh chế độ Cooler Boost 5 tăng tốc hệ thống tản nhiệt của máy vô cùng tiện dụng. Touchpad thì vẫn theo lối truyền thống, đó là cảm ứng đa nhiệm có độ rộng vừa phải cùng tông màu với nền vỏ máy. Hai nút chuột bên trái phải thì được làm tách rời chứ không tích hợp vào luôn nữa nên cho cái thao tác nhấn rất là rõ ràng và không bị bấm nhầm giữa hai nút. Ở mặt đáy thì cũng giống như là những mẫu cao cấp thì hơn 60% diện tích bề mặt đáy được làm dưới dạng lưới để hút gió phục vụ cho việc tản nhiệt. Hệ thống loa thì được bố trí ở gần mép cạnh dưới, tuy nhiên thì cho cái trải nghiệm mà âm thanh chưa được tốt bởi vì là cái âm pad quá là nhẹ. Điều này thì cũng có thể cải thiện dễ dàng khi mà chúng ta đeo tai nghe hoặc là kết nối với loa rời. Với việc sử dụng thiết kế mới thì MSI đã bố trí lại vị trí của hệ thống khe tản nhiệt và các cổng kết nối trên chiếc máy này. Khe tản nhiệt thì đã được loại bỏ hoàn toàn ở phía bên tay phải mà đã được chuyển sang bên cạnh trái cũng như là đằng sau bản lề. Thì đây là một điều vô cùng đáng mừng đối với bất kỳ ai dùng laptop cho chúng ta, bởi vì trước đây khi mà khe tản nhiệt ở bên phải thì cái hơi nóng phả ra tay chúng ta sẽ rất là khó chịu trong khi dùng, mà chủ yếu thì chúng ta dùng chuột bên tay phải mà. Vì điều đó nên cổng kết nối nó cũng được thay đổi vị trí hơn một chút. Ở phía bên tay phải thì cổng kết nối bao gồm một cổng đọc thẻ nhớ và hai cổng USB lại được bố trí ở sát mép cạnh phải. Thì điểm này hơi bất tiện một chút khi mà chúng ta dùng chuột, nó sẽ hơi vướng. Nếu mà kết nối ở dạng đầu USB mini của chuột không dây thì không sao. Tuy nhiên nếu khi mà chúng ta kết nối với các thiết bị phải sử dụng dây thì hai cổng USB này nó sẽ gây ra một cái sự khó chịu nhất định khi mà sử dụng. Còn ở phía bên tay trái này thì ngoài việc phải chia sẻ gần một nửa chiều dài cho khe tản nhiệt, ở bên tay trái nó cũng kiêm nhiệm các cổng kết nối còn lại, bao gồm là một cổng USB Type-A này, một cổng USB Type-C, cổng kết nối mạng LAN, một cổng HDMI 4K 60fps,
một cổng mini DisplayPort và một cổng headphone microphone 3.5mm. Với việc tập trung chủ yếu hết các cổng sang bộ bên này, nó sẽ giúp cho chúng ta có việc quản lý và sắp đặt dây kết nối được nhanh gọn và tiện lợi hơn. Về cấu hình, GL65 được trang bị cấu hình mới nhất trong năm 2019 này với CPU Intel Core i5-9300H, 8GB RAM DDR4, card đồ họa là GTX 1660T 6GB và màn hình IPS Full HD với tần số quét là 120Hz. Thì đây là một cái cải thiện rất đáng giá cho các game thủ, bởi vì so với các chiếc máy khác cùng phân khúc với GL65 thì hầu hết là chúng chưa có hoặc là không có những cái tính năng này. Khi mình chơi game ở các tựa game phổ biến nhất hiện nay đều đặt ở mức là setting cao Full HD, nó cho cái trải nghiệm chơi game rất là ổn định, không có nhiều tình trạng giật lag. Ở bảng FPS mình có ở đây cho các kết quả rất tốt. Đặc biệt với một màn hình có tần số quét lên tới 120Hz, nó sẽ giúp ích cho bạn trong khi chơi các tựa game bắn súng như là CS:GO chẳng hạn. Bởi vì màn hình có tần số quét cao nên là cho bạn cái trải nghiệm hình ảnh mượt mà, không có hiện tượng xé hình. Ngoài ra, nhiệt độ của máy cũng là khá lý tưởng, chưa hề chạm đến mốc 100 độ C kể cả các tựa game nặng. Nếu mà bật max tốc độ quạt thì nhiệt độ sẽ còn được giảm nữa, chỉ có điều là nó sẽ hơi ồ một chút thôi. Ở đây mình cũng test thêm với cả PC Mark 10 và 3D Mark Time Spy, cũng như là so sánh với các dòng cao cấp hơn của MSI xem có chênh lệch nhiều hay không. Tuy nó có thua một chút, tất nhiên rồi, nhưng mà kết quả của GL65 mang lại thì nó vẫn rất ấn tượng. Thậm chí là kết quả trên 3D Mark còn là 5464, còn cao hơn mẫu MSI GS75 sử dụng là Core i7-9750H và cả GTX 1650 nữa. Kết quả trên PC Mark 10 là 4920, nó đã cao trên mốc 3000 rất là nhiều, tức là vô cùng thoải mái cho các bạn sử dụng hàng ngày với những tác vụ Office, Chrome hay là kể cả Photoshop. Điểm cuối mình muốn nhắc đến là dung lượng pin. Máy sử dụng pin 6 cell 51W, cho mình chơi game liên tục thì chỉ được khoảng 2 tiếng mà thôi. Còn nếu mà dùng các công việc nhẹ nhàng thì có thể lên được 5 tiếng. Nói chung pin là không quá trâu và thoải mái, thế nên bạn cần mang sạc mọi lúc mọi nơi để không hề bị gián đoạn nhé. Đặc biệt với một thương hiệu làm cấu hình chặt chẽ giống MSI thì SSD là một điều không thể thiếu trong một chiếc laptop gaming hiện đại. Trước đây thì có nhiều ý kiến cho rằng dung lượng SSD của MSI thì hơi khiêm tốn, nên lần này để đáp lại thì họ đã tăng dung lượng lên là 512GB SSD M2 NVMe cho người dùng có thể thoải mái cài đặt cũng như là sử dụng dung lượng lưu trữ. Tổng kết lại, MSI GL659SDK thì có khá nhiều ưu điểm trong cấu hình này, thiết kế, bàn phím và màn hình, nhưng mà không có gì quá hoàn hảo nên GL65 cũng có một số điểm trừ nhất định, ví dụ như là thiết kế mới về cổng kết nối hay loa có chất lượng chưa cao, thua kém so với mặt bằng chung các loa trên laptop gaming hiện nay. MSI GL65 đang có mức giá niêm yết trên thị trường là 32.500.000 đồng, nhưng tại hệ thống của Hà Nội Computer thì em nói chỉ còn có giá là 30 triệu đồng, và đặc biệt khuyến mại sâu hơn chỉ còn 29 triệu đồng nếu bạn không lấy phần quà kèm theo. Vậy nên bạn đang cần tìm một mẫu laptop gaming mới, đẹp, mạnh trong phân khúc giá 30 triệu đồng thì còn chần chừ gì mà không đến với ngay Hà Nội Computer nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Nếu các bạn lần đầu đến với channel của chúng mình, hãy nhấn nút subscribe và nhận thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một video mới nào của chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn.